Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng vạn yêu sơn mạch. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 1019, bí mật. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Vạn yêu quốc quả nhiên không biết sống chết. Trong mắt Viên Minh lóe lên một tia lạnh ý, hắn lại vận chuyển hỗn nguyên đạo ấn, vòng xoáy bảy màu trong nháy mắt bao phủ Nguyên Anh Vân Mị vào bên trong. Bị vòng xoáy bảy màu luyện hóa, Nguyên Anh của nàng ta rất nhanh tiêu tán vô tung. Vân Mị là tinh anh của ma tộc, ngưng tụ 6 đạo ấn, trong đó có một viên thủy đạo ấn càng cường đại, quấn quanh lên một cỗ chân lý đại đạo. 6 đạo ấn cùng với cỗ chân lý đại đạo bị hỗn nguyên đạo ấn thôn phệ, khiến cho lực lượng lại được tăng cường. Viên Minh kiểm tra pháp khí chư vật của đám ma tộc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Những ma tộc này quả nhiên dị thường giàu có, nhất là 5 vị ma quân kia, bảo vật trong đó cộng lại nhiều hơn rất nhiều 3 tòa độc phủ trước đó gộp lại. Viên Minh thu chúng vào trong Tu La Cung, giao cho Hy Hòa Tử xử lý. Hắn không ở đây lâu, mà thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến Vạn Yêu Quốc. Ở chỗ sâu của Vạn Yêu Lĩnh, trong mật thất đại điện yêu hoàng, Vũ Vũ ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay trước ngực, bàn tay nâng một viên châu xanh tươi ướt át, chính là cầu mang đạo châu ẩn chứa mộc đế chân ý. Nàng nhắm mắt ngưng thần, hết sức chăm chú tìm hiểu huyền bí trong đó. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt nàng ta càng thêm ngưng trọng. Rốt cuộc nàng từ từ mở mắt ra, than nhẹ một tiếng. Quả nhiên vẫn không được, thật không biết Viên Minh kia, Minh Nguyệt Thần đại nhân, làm sao làm được 3 tháng dựa vào vật này lại lĩnh ngộ ra mộc đế chân lý. Nàng còn chưa dứt lời, một âm thanh phiêu miểu từ bên hông truyền đến. À, người muốn lĩnh ngộ mộc đế chân lý à? Vậy để bản thân thể nghiệm một chút đi. Vũ Vũ biến sắc, muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân chết lặng không chịu nổi, không còn nửa điểm khí lực. Nàng cúi đầu nhìn xuống, lập tức sợ hãi, chỉ thấy hai chân của nàng chẳng biết từ lúc nào biến thành chất gỗ xanh biếc, mà cô biến hoa này còn đang lan tràn lên trên. Không chỉ như thế, toàn bộ mặt đất, thậm chí vách tường mật thất cũng trong khoảnh khắc biến thành chất gỗ, như thể đưa thân vào một mảnh rừng rậm thanh thúy tươi tốt. Sau mấy nhịp thở, toàn bộ mật thất đã biến thành một gian mộc thất, mà Vũ Vũ ngoại trừ đầu thì những bộ phận khác trên cơ thể đã biến thành gỗ, không thể động đậy. Vào lúc này, một đạo lục quang hiện lên, thân ảnh của Viên Minh lăng không xuất hiện ở phía trước Vũ Vũ. Minh Nguyệt Thần đại nhân, sao ngài lại tới đây? Vũ Vũ thấy rõ người tới, nhẹ nhàng thở ra hỏi. Viên Minh không đáp, chỉ đưa tay chộp tới đầu Vũ Vũ đang tính siêu hồn. Thì đúng lúc này, một mặt vách tường mật thất ầm ầm vỡ vụn, một ngọn lửa màu lưu ly sáng chói bắn nhanh tới. Ngọn lửa ẩn chứa nhiệt độ cao làm người ta sợ hãi. Toàn bộ mật thất trong khoảnh khắc giống như dung nham luyện ngục, chất gỗ trong mật thất vậy mà bắt đầu có xu thế bị cháy. Đại Nhật Lưu Ly Viêm. Viên Minh thấy thế trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng năm qua hắn đã 2 lần đến thăm Vạn Yêu Lĩnh, nhưng mỗi lần không thể thấy thiên hỏa thần bí này. Không ngờ hôm nay nó lại chủ động lộ diện. Hắn phất tay áo lên, áo quang 7 màu trong nháy mắt quét tán ra, hình thành đại đạo hỗn nguyên linh vực bao phủ mật thất bên trong. Đạo hỏa diễm lưu ly kia tiến vào trong linh vực, giống như bị phân giải, bị linh vực chậm rãi thôn phệ. Bên ngoài mật thất, Đại Nhật Lưu Ly Viêm thấy thế lập tức trợn mắt há mồm. Thiên hỏa là một tồn tại đặc thù giữa thiên địa, trời sinh tự mang đại đạo chân ý, hoàn mỹ dung hợp với hỏa diễm bản thân, có thể coi là đại đạo chân ý hiển hóa ra thực thể. Bởi vì đại đạo chân ý không thể tiêu diệt, nhiều nhất chỉ có thể bị chấn áp, mà thiên hỏa cũng như vậy. Nhưng linh vực 7 màu trước mặt lại có thể luyện hóa hấp thu đại đạo Đại Nhật Lưu Ly Viêm, quả thật đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của nàng. Đại Nhật Lưu Ly Viêm sợ hãi, lập tức quay người muốn trốn, thì âm thanh của Viên Minh lại ung dung truyền đến. Đã tới rồi, sao còn muốn đi? Theo lời quán vừa rơi xuống, phạm vi của hỗn nguyên linh vực bỗng nhiên mở rộng gấp đôi, bao phủ Đại Nhật Lưu Ly Viêm vào bên trong. Lưu Ly Viêm cảm thấy thân thể siết chặt, vậy mà không thể động đậy mảy may. Không chỉ như thế, một cơ chân ý đại đạo thâm thúy và huyền diệu xâm nhập vào thân thể của nó, khiến cho thiên hỏa lực vậy mà không thể thi triển.
Thậm chí Lưu Ly Viêm có loại cảm xúc chỉ cần Viên Minh động niệm, thân thể của nó sẽ sụp đổ như hỏa diễm lưu ly trước đó, bị linh vực bảy màu này hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Rốt cuộc người muốn thế nào? Đại Nhật Lưu Ly Viêm nhìn chằm chằm vào Viên Minh, dù trong lòng sợ hãi như nước thủy triều nhưng lại cố gắng bảo trì chấn định. Viên Minh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bước đến trước Vũ Vũ, đưa tay sư hồn. Sau một lát, hắn buông tay xuống, hai đầu lông mày bắn ra một đạo kim quang sáng ngời, chính là luân hồi nhãn. Lúc trước dò xét ký ức của Vân Mị, luân hồi nhãn cho thấy năng lực dò xét cường đại hơn xa siêu hồn. Kim quang bao phủ quanh thân Lôi Vũ, một vài hình ảnh xuất hiện trong thức hải của Vân Minh, đó là quá khứ của nàng. Nàng xuất thân từ một chi hồ tộc nhỏ không có ý nghĩa, khi còn bé thì phụ mẫu gặp vận mệnh bi thảm mất đi. Về sau trên con đường tu luyện, nàng cho thấy thiên phú kinh người, quật khởi dẫn đầu chi nhánh, cuối cùng trở thành lãnh tụ hồ tộc. Vài ngàn năm trước, tu sĩ nhân tộc do Bạch Đế thành chủ Kim Bộ cầm đầu, đánh quy mô vào Vạn Yêu Lĩnh. Vạn Yêu Quốc rơi vào hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tại thời khắc mấu chốt này, Vũ Vũ thức tỉnh huyết mạch yêu hoàng truyền thừa trong hồ tộc đã lâu, lấy sức một mình đánh lùi Kim Bộ, cứu vớt Vạn Yêu Quốc trong cơn nguy khốn. Sau đó được các tộc đề cử, nàng đăng cơ trở thành nữ hoàng, gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vạn Yêu Quốc. Thân là nữ hoàng, Vũ Vũ cô không thỏa mãn với hiện trạng. Trong nội tâm của nàng, từ đầu tới cuối đều có chấp niệm muốn phá vỡ Thiên Hồng Đại Trận. Sau thời gian dài chủ tính, nàng quyết định liên thủ với Ma Giới và Tam Giới Giáo, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi Viên Minh trưởng khống Vạn Yêu Sơn Mạch, Minh Nguyệt Giáo dần dần quật khởi. Vũ Vũ sau nhiều lần dò xét xác nhận Minh Nguyệt Thần chính là Viên Minh. Sau một phen suy tính sâu kỹ, nàng quyết định bàn với Viên Minh mưu cầu một đường ra khác cho Vạn Yêu Quốc. Viên Minh tiếp tục dò xét ký ức của Vũ Vũ, lông mày dần dần nhướng lên. Mấy chục năm qua, Vũ Vũ một mực bế quan tu luyện trong Vạn Yêu Lĩnh, muốn khôi phục ám tưởng lúc trước trùng kích đại cảnh giới đại thừa lưu lại. Lần này Vạn Yêu Quốc cấu kết với Ma Giới, làng xác thực không biết chút nào, chưa từng tham dự vào trong đó. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó chuyển hướng luân hồi nhãn qua Đại Nhật Lưu Ly Viêm, dò xét quá khứ của nàng ta. So với Vũ Vũ, muôn màu muôn vẻ, Đại Nhật Lưu Ly Viêm trải qua đơn giản hơn nhiều. Nó sinh ra ở Cửu Thiên, ngày ngày hấp thu tinh hoa Đại Nhật, dần dần lớn mạnh. Mấy vạn năm trước, được yêu hoàng đời cuối của Vạn Yêu Quốc trợ giúp, Đại Nhật Lưu Ly Viêm có thể hình thành đến mặt đất. Đáp tạ ân tình của vị yêu hoàng kia, nó hứa hẹn thủ hộ Vạn Yêu Quốc cho đến hôm nay. Trong trí nhớ của Lưu Ly Viêm, cô không có dấu vết cấu kết với Ma Giới. Như thế xem ra, lần này tiếp xúc với phần thần luân hồi Ma Quân là một kẻ hoàn toàn khác. Viên Minh phất tay, hỗn nguyên linh vực tiêu tán, thần thông mộc hóa trên người Vũ Vũ cũng được giải trừ. Minh Nguyệt Thần đại nhân, chẳng biết ngài vừa rồi làm vậy là có ý gì? Vũ Vũ trao đổi ánh mắt với Lưu Ly Viêm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viên Minh cũng không giấu giếm, kể lại chuyện bản thân hủy diệt đám người Vân Mị, cũng biết được khối lỗi của luân hồi Ma Quân cấu kết với Vạn Yêu Quốc cho hai nữ nghe. Minh Nguyệt Thần đại nhân, việc này tuyệt đối không có. Mặc dù tiểu nữ bất tài, nhưng cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Vạn Yêu Quốc ta tuyệt đối không cấu kết lại với Ma Giới. Vũ Vũ biến sắc mà giải thích. Tự nhiên ta biết rõ cách làm của các người. Nếu người thật sự tham dự vào việc này, sẽ không thể đứng đây nói chuyện được với ta đâu. Viên Minh bình tĩnh nói. Minh Nguyệt Thần đại nhân mình dám. Vũ Vũ chảy mồ hôi lạnh sau lưng, cúi đầu cung kính nói. Mặc dù việc này không liên quan gì với người, nhưng mà tộc lại thẩm thấu vào Vạn Yêu Quốc chính là sự thật. Ta cho 3 ngày để điều tra việc này. Nếu người không tra ra được chân tướng, ta sẽ dựa theo phương pháp của mình để xử lý. Để lúc đó tạo thành thương vong quá lớn thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Viên Minh tiếp tục nói. Minh Nguyệt Thần đại nhân yên tâm, ta sẽ đi điều tra việc này, chắc chắn cho ngài một câu trả lời hài lòng. Vũ Vũ vội vàng nói, rồi quay người rời đi. Còn Lưu Ly Viêm vốn định đi theo ra, nhưng bị Viên Minh gọi lại. Chẳng biết Minh Nguyệt Thần đại nhân có gì phân phó. Đại Nhật Lưu Ly Viêm nhìn về phía Viên Minh, trong ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Không cần khẩn trương, năm đó trong tiên thuyền tam giới, ngươi và ta tuy có trận đọ sức sinh tử, nhưng đều có mục đích riêng, không coi là ân oán chân chính. Huống hồ ta cũng nhờ lực lượng của ngươi mới đột phá bất tử thể. Viên Minh khẽ cười nói. Nói xong, hắn đưa tay chỉ ghế đá đối diện, mời ngồi xuống.
Đại Nhật Lưu Ly Viêm nghe vậy trong lòng an tâm hơn, hơi co quắp ngồi xuống trên mặt ghế đá. Lại nói, đây là lần đầu tiên chúng ta tâm bình khí hòa trò chuyện thế này, tại hạ không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Viên Minh nhẹ nhàng nói, giống như nói chuyện phiếm với hảo hữu. Nếu không ngại, gọi ta là Lưu Ly là đủ. Đại Nhật Lưu Ly Viêm đáp lại, được, Lưu Ly đạo hữu cũng không cần quá mức câu nệ, nơi đây không có người khác, cứ gọi ta là Viên Minh là được. Viên Minh cười nói. Đại Nhật Lưu Ly Viêm hơi dừng lại hỏi thăm, viên đạo hữu chẳng biết có chuyện gì thương lượng. Lưu Ly đạo hữu, từ trước đến nay ta không thích quanh co lòng vòng, chẳng biết người có muốn theo ta đồng hành không. Viên Minh thẳng thắn nói, đạo hữu đã tiến dài bất tử thể, ta trợ giúp người cũng có hạn. Đại Nhật Lưu Ly Viêm cau mày hơi nghi hoặc một chút rồi nói, sắc mặt của nàng nhìn như yên lặng nhưng nội tâm lại sóng cả mãnh liệt. Đại Nhật Lưu Ly Viêm là tinh hỏa đại nhật tinh khiết nhất, hoàn toàn giúp ích lớn lao cho thể tu. Nhưng khí huyết của bất tử thể đã tới cảnh giới tinh thuần, không cần phải tinh luyện nữa. Mà bất tử thể tăng lên cảnh giới cần có thái dương lực vô cùng to lớn. Đại Nhật Lưu Ly Viêm ẩn chứa thái dương hỏa, quả thật là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là Đại Nhật Lưu Ly Viêm còn ẩn giấu một bí mật, trong đó ẩn chứa một tia bản nguyên thái dương. Nếu có người luyện hóa chúng, sẽ có cơ hội tiếp dẫn tinh hoa đại nhật quán thể. Đây đối với thể tu không thể nghi ngờ là thiên đại giúp ích, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Chỉ là từ xưa tới nay, tồn tại có thể chấn áp Đại Nhật Lưu Ly Viêm lác đác không có mấy, càng đừng đề cập tới luyện hóa ngọn lửa này. Bởi vậy bí mật này một mực không có người biết. Bây giờ Đại Nhật Lưu Ly Viêm không khỏi âm thầm suy đoán, lĩnh vực bảy màu của Viên Minh có thể luyện hóa bản thân, hẳn là đã phát hiện ra bí mật này nên mới mời chào mình. Chương 1020, Lục Đạo Luân Hồi. Ngay khi Đại Nhật Lưu Ly Viêm còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì Viên Minh đã mở miệng nói, Lưu Ly đạo hữu, người không cần lo ngại, ta chỉ định mượn lực lượng của người để tế luyện một kiện linh bảo nhằm giúp một thủ hạ của ta đột phá, với người mà nói cũng không phải là việc khó. Viên đạo hữu đã thành công, tiểu nữ vốn nên tương trợ hết sức, chẳng qua hiện nay vạn yêu quốc loạn trong giặc ngoài, cần có ta ở đây tương trợ. Đại Nhật Lưu Ly Viêm nghe vậy cũng an tâm hơn một chút, nhưng trên mặt lại lộ ra khó xử. Việc của vạn yêu quốc cần Lưu Ly đạo hữu trợ giúp hẳn là không có bao nhiêu. Ta đang định thăm dò các di tích bí cảnh xuất vân giới, kể cả vấn thiền bí cảnh, nói không chừng trong đó có bảo vật trợ giúp được Lưu Ly đạo hữu tăng lên cảnh giới. Viên Minh cười nói rằng, Đại Nhật Lưu Ly Viêm nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia động tâm. Người không cần vội vàng trả lời ta, cứ suy nghĩ kỹ mấy ngày đã, được rồi, người có thể rời đi. Viên Minh tiếp tục nói, vậy ta cáo từ. Đại Nhật Lưu Ly Viêm nói xong thì quay người rời khỏi mật thất, sau đó Viên Minh bèn ở trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi đợi tin tức của Vũ Vũ. Mà Vũ Vũ cũng không phụ kỳ vọng của hắn, nhanh chóng điều tra ra trần tướng. Hóa ra là khôi lỗi của Luân Hồi Ma Quân đã tiếp xúc với bà Yêu Vương Viêm Lang Vương, Điện Bằng Vương cùng với Thanh Xà Vương vừa mới được bổ nhiệm. Hóa ra là bọn họ. Viên Minh không tỏ vẻ kinh ngạc lắm. Bà Yêu Vương này một mực bất hòa với Vũ Vũ, ngấp nghé vị trí Yêu Hoàng đã lâu, cấu kết với ma giới cũng là hợp lý. Hiện tại bọn chúng đang ở đâu? Viên Minh hỏi. Ở địa bàn Hỏa Lang tộc, Vũ Vũ đáp, đồng thời lấy ra một miếng ngọc giản chứa bản đồ. Không cần thứ này, ta đi một chút sẽ quay về. Viên Minh khoát tay rồi cười nói, hắn biết rõ địa hình của Vạn Yêu Sơn Mạch. Hiện tại bên ngoài thân thể của hắn sáng lên ánh vàng kim, cả người hóa thành một luồng ánh sáng kim quang chói mắt, rồi vọt thẳng về phía hướng tây bắc. Đạo độn quang kim sắc này tên là Túng Địa Kim Quang, đản sinh ra từ ngũ hành đạo quả, trong đó còn ẩn chứa kim đế chân ý, tốc độ cực nhanh, vượt xa lôi độn của Lôi Vũ. Ở chỗ sâu trong nơi ở của Hỏa Lang tộc, trong mật thất bị tầng tầng cấm chế bao phủ, có bốn bóng người đang lẳng lặng đứng. Bọn họ theo thứ tự là Viêm Lang Vương Viêm Lợi, Điện Bằng Vương Tông Hồng, Thanh Xà Vương Ngọc Lâm vừa mới được nhậm chức, cùng với Thứ Sinh bị Luân Hồi Ma Quân phụ thể. Thân hình của Viêm Lợi cực kỳ khôi ngô, đủ loại vết sẹo răng khắp mặt cùng với cánh tay của gã tựa như những con rết nhỏ dài, khiến vẻ ngoài của gã đầy hung hãn. Gã vốn là đại trưởng lão của Hỏa Lang tộc, có danh vọng không thấp trong tộc, cho nên từ lúc Lang Vương tiền nhiệm chết đi thì canh vác trách nhiệm này.
Tuy Tông Hồng là nữ yêu mang đầy vẻ nhu nhược với vẻ bề ngoài của thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng ngẫu nhiên trong mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo, đủ khiến nhân tâm kinh sợ. Về phần Ngọc Lâm thì là một nữ tử đẫy đà, nhất cử nhất động đều toát ra mị thái khiến lòng người mê say. Chẳng qua trong mật thất này, mị thái của ả lại chẳng đúng lúc chút nào. Tuy rằng ba yêu vương nhìn qua bất phàm, nhưng so với tam vương từng quát tháo và yêu sơn mạch trước kia thì vẫn thua kém xa về thực lực lẫn khí độ. Mà quân đại nhân, tình hình cơ bản đã dò xét rõ. Hiện nay Vũ Vũ đang bế quan ở Yêu Hoàng Điện, mấy chục năm nay chưa từng lộ diện, có lẽ vẫn đang khôi phục đạo cơ tổn thương lúc trước trùng kích đại thừa. Viêm Lợi phá vỡ yên tích trong mật thất. Cảnh giới đại thừa sao có thể dễ dàng trùng kích như vậy chứ? Mà giới ta tài nguyên gấp mấy chục lần xuất vân giới, nhưng nhiều năm nay cũng chỉ có giải rác không quá 10 cường giả đại thừa. Vũ Vũ kia trùng kích đại thừa thất bại, yêu lực bản thân hao tổn ít nhất cũng phải 8 thành, không tu dưỡng 200-300 năm thì khó mà khôi phục lại được. Luân hồi ma quân khẽ gật đầu nói, nghe nói ma giới có hơn 10 cường giả đại thừa, ba yêu vương Viêm Lợi không khỏi giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, trong lòng càng thêm kiên định với quyết tâm đầu nhập vào ma giới. Luân hồi ma quân nhìn rõ thần sắc của ba yêu kia, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, tiếp tục hỏi, đại nhật lưu ly viêm kia ở đâu, có tin tức gì không? Thiên hỏa kia sau trận đại chiến Bách Đế Thành đã bài danh ẩn tích, ta phỏng đoán có lẽ đã đi ra khỏi vạn yêu lĩnh. Tông Hồng do dự một chút rồi đáp, không, căn cứ theo tin tức ta thu được thì đại nhật lưu ly viêm có quan hệ mật thiết với vạn yêu quốc các người, rất tâm đầu ý hợp với Vũ Vũ, hôm nay nhất định đang ẩn nấp phía sau muốn diệt trừ Vũ Vũ. Trước hết phải chuẩn bị chân náp đại nhật lưu ly viêm thật tốt đã. Luân hồi ma quân lắc đầu nói, ma quân đại nhân thực lực mạnh mẽ, có lẽ chân áp đại nhật lưu ly viêm không thành vấn đề. Ngọc Lâm trên miệng cười, đôi mắt sáng lưu chuyển nói, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là nếu ta ra tay chân áp đại nhật lưu ly viêm sẽ không dành chú ý đến chuyện khác, bên cạnh Vũ Vũ còn có đôi yêu vương khác, đến lúc đó chỉ có thể giao cho ba các người đối phó. Luân hồi ma quân cười nhạt một tiếng nói, ba yêu vương nghe vậy trong lòng dù có chút ít không yên lòng nhưng vẫn lớn tiếng nói, ma quân đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Vào đúng lúc này, đột nhiên có ánh kim quang lóe lên trong mặt thất, một bóng người đột ngột xuất hiện, đúng là Viên Minh. Không biết lúc này mấy vị đang mưu đồ chuyện bí mật gì, có thể cho Viên Mỗ gia nhập cùng không? Viên Minh bình tĩnh mà lạnh lùng nói, nhưng đủ để khiến đám người Viên Lợi khẩn trương không thôi. Vẻ mặt của Viêm Lợi đại biến, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nhưng năm này uy danh của Viên Minh như mặt trời ban trưa, liên tiếp đánh bại hợp lực của hơn 10 vị thành chủ, diệt thất phách đạo nhân, hòa dực tiên, tứ phương sát thần của tam giới giáo, dễ dàng đánh bại Thanh Bình kiếm khách, đã là cường giả một phương. Tông Hồng cùng với Ngọc Lâm cùng biến sắc, cũng vô thức lui về sau. Nhưng mà trong mật thất này, bọn họ có thể lui về đâu đây? Ca ca chính là Viên Minh, đệ nhất pháp tướng dưới đại thừa. Giọng nói của luân hồi ma quân vang khắp mặt thất, khẽ nhìn xuống Viên Minh bên dưới, ánh mắt thâm sâu. Tam đại yêu vương Viêm Lợi, Tông Hồng của Viên Ngọc Lâm mới nhớ ra bên cạnh còn có một vị đại năng ma giới. Bọn họ nhanh chóng lách mình tới gần ma quân, vô tình tạo thành một vòng vây, vây Viên Minh vào chính giữa. Đệ nhất pháp tướng, Viên Mỗ xấu hổ không dám nhận. Tài hạ chính là Viên Minh. Đại danh của các hạ Viên Mộ đã ngưỡng mộ từ lâu, lúc trước ở Thiên Hồng đại trận vẫn chưa gặp được, hôm nay cuối cùng mới được như nguyện. Viên Minh không thèm để ý, khẽ chắp tay cười nhạt với luân hồi ma quân. Thủ đoạn của Viên đạo hữu khiến ta rất bội phục, chẳng qua không biết làm sao ngươi lại biết ta đang ở chỗ này. Luân hồi ma quân mỉm cười hỏi. Viên Minh liếc nhìn qua ba yêu Viêm Lợi, khoe miệng nhếch lên một nụ cười tràn đầy thâm ý, chậm rãi đáp, đương nhiên là có người nói cho ta biết rồi. Luân hồi ma quân nghe vậy thì biến sắc mặt, cả lẻn vào Hỏa Lang tộc không lâu, ngoại trừ ba người Viêm Lợi mới nhậm chức ra thì không có ai biết được sự hiện hữu của gã. Ma quân đại nhân mình dám, chúng ta chưa bao giờ phản bội ngài, tuyệt không dám tiết lộ hành tung của ngài. Yêu vương Viêm Lợi thấy thế mà biến sắc mặt, vội vàng giải thích nói, đương nhiên ta tin tưởng ba vị Viên đạo hữu, người không cần phải châm ngòi ly rán. Luân hồi ma quân không thèm để ý chút nào, quạt tay áo trầm giọng nói,
Viên Mỗ không nói là ba kẻ này nói cho ta biết luân hồi ma quân đi vào xuất vân giới, chắc không phải lẻ loi một mình. Viên Minh khẽ cười nói. Luân hồi ma quân nghe vậy thì sắc mặt biến nào không thôi, gã thầm cảnh giác, nhưng cậu biết chỗ ẩn thân của đám người Vân Mị cực kỳ ẩn nấp, còn có cấm chế tinh diệu thủ hộ, dù là cường giả đại thừa hàng lâm cũng chưa chắc tìm ra được. Chẳng lẽ thần tâm của Viên Minh này quảng đại như vậy, phát hiện ra chỗ ẩn thân của bọn họ rồi sao? Ngay khi luân hồi ma quân còn đang âm thầm tính toán suy xét thì Viên Minh đã khẽ động, đột nhiên phất tay áo vung lên, vách tường trong mật thất, mái vòm, mặt đất lập tức hiện ra linh quang ngũ sắc, tất cả kết nối lại với nhau, bao trọn mật thất này vào bên trong. Trong đó có một bóng người đỏ tươi nổi lên khỏi vách tường, bị linh quang ngũ sắc dồn ép liên tục về phía sau. Bóng người đỏ tươi này dù hiện thân rồi vẫn không thể lộ ra khí tức gì, dù nhận thức dò xét cũng không cảm thấy bất luận có gì khác thường. Thủ đoạn của luân hồi ma quân thật lợi hại, nếu không phải Viên Mộ đã tiến giai mệnh vu thì cũng không có cách nào phát hiện ra huyết ảnh này. Viên Minh chật chật khen. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể ngăn được thiên mộc phân thân của ta. Luân hồi ma quân nhìn sang linh quang ngũ sắc bốn phía, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Luân hồi ma quân kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ có chút thần thông nhỏ nhỏ ấy cũng không nhận ra hay sao? Viên Minh khẽ cười một tiếng, lại lần nữa vung tay áo lên. Linh quang ngũ sắc chung quanh nhanh chóng dày đặc lên như thủy triều, bao phủ trọn mật thất vào bên trong. Dưới linh quang ngũ sắc bao phủ, ba yêu Viêm Lợi đột nhiên cảm giác yêu lực vận chuyển trong cơ thể trở nên trì trệ, thân thể cứng ngắc chết lặng như bị một cỗ lực lượng vô hình trói chặt. Luân hồi ma quân cũng phát hiện ra quanh thân bị trói buộc, biến sắc mặt nói. Lực lượng trưởng không ngũ hành, đây là ngũ hành đạo quả. Viêm Lợi nghe vậy mà toát mồ hôi hột, toàn thân hiện ra yêu khí như ngọn lửa, cả người biến lớn gấp mấy lần, lông bào trên người dựng đứng như cương châm, bên dưới là từng lớp cơ bắp giống như khối đá. Trong khoảnh khắc, Viêm Lợi hóa thành một cự nhân lang dài lông đỏ, có 6 chân, dài 10 trượng, uy thế lớn hơn nhiều so với lần đại chiến ở Hỏa Nham Sa năm đó, khí tức đã kéo gần tới cấp 6 đỉnh phong. Cự lang 6 chân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận uy thế đánh về phía Viên Minh. Tông Hồng cùng với Ngọc Lâm cũng nhanh chóng quyết định, hiện ra bản thể yêu tộc là một con cự cầm lôi điện và một con cự mãng màu xanh lục, một trái một phải đánh về Viên Minh. Viên Minh đối mặt với cảnh này vẫn rất bình thản, một tay nhẹ nhàng kết pháp quyết, cả người như làn khói nhẹ tiêu tán, không lưu lại chút dấu vết. Công kích mãnh liệt ập tới chỉ như gặp phải không trung rung lên, không hẹn mà cùng đụng mặt nhau, chỉ đành đồng loạt thu chiêu lại. Vào lúc này, linh quang ngũ sắc trên vách tường trở nên đậm đặc, như một ngôi sao sáng chói rơi xuống, hóa thành từng tiếng ngũ hành thần lôi cực lớn vọt tới ba yêu. Bản thể ba yêu đều khổng lồ, cho nên lập tức bị vô số ngũ hành thần lôi bao phủ. Trong mật thất vang lên tiếng đinh tài nhức óc, hư không như bị xé rách, linh quang ngũ sắc từ trong khe nứt tràn ra, rực rỡ chói mắt. Chỉ trong mấy nhịp thở, ngũ hành thần lôi tiêu tán, thân hình ba yêu lại hiện ra, nhìn qua trần chốc vết thương đang hấp hối. 6 chân uy mãnh của Viêm Lợi bị tạc không còn gì, 2 cánh tay tráng kiện của Tông Hồng đứt gãy, thân hình thướt tha của Ngọc Lâm bị biến mất hơn phân nửa. 3 vị yêu vương tân nhiệm, thực lực siêu quần lúc này như ngọn đèn cầy trước gió, mệnh treo cọng chỉ. Mà Viên Minh thì lặng yên hiện ra ở một góc mật thất, không để ý tới 3 yêu kia mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về một bên khác. Luân hồi ma quân đứng ở chỗ này, toàn thân bị ánh sáng đỏ bao phủ, như thể một chiến thần đẫm máu, không hề bị ngũ hành thần lôi làm tổn thương. Bên trong cái ánh sáng đỏ kia, 6 lỗ thủng màu đen như ẩn như hiện đang chuyển động, quay tròn như thông tới một thế giới khác, tản ra khí tức huyền diệu. Đây chính là thần thông luân hồi ma quân, lục đạo luân hồi sao? Quả nhiên không giống người thường. Viên Minh nhìn qua 6 lỗ thủng trong ánh sáng đỏ kia, khoe miệng nhếch lên vui vẻ, khẽ nói. Quả nhiên là ngũ hành đạo quả, không tưởng tượng được các hạ có thể luyện thành thần thông này, còn sát nhập thêm ngũ hành chân lý lợi hại như vậy. Xem ra các hạ là chướng ngại lớn nhất trong quá trình xâm chiếm xuất vân giới của ta. Luân hồi ma quân chậm rãi nói. Chương 1021, thôn phệ. Nói như vậy các hạ muốn diệt trừ Viên Mỗ, vậy phải xem các hạ có khả năng này không đã. Viên Minh cười lạnh một tiếng, một tay giơ nhẹ lên bấm niệm pháp quyết điểm ra. Trong tay áo lập tức bay ra một luồng ánh sáng xanh xám, hóa thành một cung điện nhỏ, là Tu La Cung.
Trên cung điện lợn lờ ánh sáng màu xanh, lập tức quấn lấy bà yêu vương Viêm Lợi. Sắc mặt của luân hồi ma quần khẽ biến, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại bị vách tường bốn phía bắn ra vô số ngũ hành thần lôi, nhiều hơn hẳn lúc trước, như cuồng phong bạo táp đánh tới. Luân hồi ma quần bất đắc dĩ, đành phải tạm thời buông bỏ bà yêu Viêm Lợi, đưa hai tay kết ấn, ánh sáng đỏ trong sáu lỗ thủng màu đen nhanh chóng hiện ra, xoay quanh người. Mặc dù ngũ hành thần lôi mãnh liệt, nhưng bị những lỗ thủng màu đen này thôn phệ, không thể phát ra được uy năng gì. Chẳng qua ngũ hành đạo quả là thần thông đứng thứ ba trên thiên bảng, uy năng không thể tầm thường. Năm ngón tay của Viên Minh liên tục điểm ra, trong vách tường lại lần nữa tuôn ra vô số ánh sáng ngũ sắc như kiếm khí, rơi vãi như mưa xuống luân hồi ma quân. Những kiếm khí ngũ sắc này không mãnh liệt như ngũ hành thần lôi, nhưng số lượng rất nhiều, dày đặc vô số kể. Mặc dù sáu lỗ thủng màu đen kết lực thôn vệ, nhưng vẫn còn sót một chút kiếm khí xuyên thấu qua, đâm vào cơ thể của luân hồi ma quân. Kiếm khí ngũ sắc vô cùng sắc bén, linh quang hộ thể của luân hồi ma quân bị đâm thủng như đâm qua tờ giấy mỏng. Trên người gã đã lập tức xuất hiện hơn 10 lỗ máu, đến đan điền cũng bị đâm thủng, khí tức nhanh chóng suy yếu. Sau một khắc, ngoài thân thể của luân hồi ma quân nổi lên ánh sáng đỏ, cả người hóa thành một luồng sáng đỏ tươi tiến vào trong lỗ thủng màu đen, lại từ trong lỗ thủng khác chui ra. Thường thế vậy mà đã khỏi hẳn, khí tức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra đây là chỗ huyền diệu của chân ý luân hồi. Viên Minh thầm tấm tắc kêu kỳ lạ, động tác trên tay không ngừng nghỉ, thúc đẩy kiếm khí ngũ sắc không ngừng sinh ra, liên tục tập kích luân hồi ma quân. Hai tay của luân hồi ma quân bấm niệm pháp quyết, sau lỗ thủng màu đen bay lên đỉnh đầu, lại lần nữa chồng lên nhau, lập tức biến lớn gấp 10 lần. Sau đó có ngọn lửa đỏ tươi từ trong lỗ thủng màu đen bắn ra, hình thành một biển lửa cháy hừng hực màu đỏ tươi, bao phủ quanh người luân hồi ma quân. Kiếm khí ngũ sắc đánh vào biển lửa đỏ tươi, ánh sáng dần ảm đạm xuống, sau đó linh quang tiêu tán, hóa thành vô hình. Viên Minh chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cảm ứng được uy năng của ngọn lửa đỏ tươi, biết được ngọn lửa này không phải đốt cháy linh lực, mà là một thứ gì đó hơi mơ hồ, chẳng qua hắn tạm thời không cách nào xác định. Đang cân nhắc thì Viên Minh phất tay áo vung lên, bắn ra hơn 10 đạo ánh sáng vàng, hóa thành 10 linh đầu, linh quang lóe lên, hơn 10 phân thân Viên Minh hiện ra, thúc giục lực lượng pháp tướng đồng loạt đánh về phía luân hồi ma quân. Luân hồi ma quân chỉ cười lạnh, biến đổi pháp quyết trong tay, bền lửa đỏ tươi bắn ra hơn 10 ngọn lửa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng qua từng cái phân thân của Viên Minh. Linh quang trên phân thân nhanh chóng ảm đạm, không cách nào duy trì hình thể được nữa mà biến trở thành linh đầu. Huyết diễm kia cũng không đuôi về mà vẫn quấn quanh linh đậu. Linh đậu nhanh chóng trở nên nhăn nhèo, héo rũ, cuối cùng mục nát thành tro. Ra là vậy, huyết diễm này thiêu đốt chính là thọ nguyên sao? Lần này Viên Minh rốt cuộc cảm ứng rõ ràng. Không sai, đây chính là thần thông lục đạo luân hồi. Luân hồi hỏa có thể đốt cháy thọ nguyên vạn vật. Hôm nay để xem luân hồi hỏa của ta với ngũ hành đạo quả của các hạ, cuối cùng là ai mạnh ai yếu. Luân hồi ma quân lạnh lùng nói, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, biển lửa đỏ tươi mãnh liệt bành trướng, mấy trăm ngọn lửa đỏ tươi từ trong đó bắn ra đánh lên khắp nơi trong mật thất. Lửa cháy hừng hực, bị ngọn lửa đỏ tươi đốt cháy thì linh quang ngũ sắc trong mật thất nhanh chóng ảm đạm, trở nên mỏng manh, đã sắp bị đốt trụi. Viên Minh nhíu mày, năm ngón tay điểm nhẹ qua, đỉnh đầu chợt hiện ra năm luồng đạo ánh sáng vàng kim, xanh lục, xanh lam, đỏ, vàng, hóa thành năm cái hồ lô lớn. Định! Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, một luồng ngũ hành chân lý lan ra, những nơi nó đi qua, thiên địa linh khí lập tức định trụ, hoa diễm đỏ tươi cũng ngừng lan tràn, thời gian như thể bị khóa lại. Đây chính là cực hạn của thần thông ngũ hành đạo quả, ngoại trừ Viên Minh là người làm phép, thì tất cả những thứ ẩn chứa lực lượng ngũ hành khác đều bị giam cầm. Trong cơ thể luân hồi ma quân cũng ẩn chứa lực lượng ngũ hành, bởi vậy cũng bị định trụ không thể động đậy. Trong lòng gã kinh hãi, đang định ngưng tụ tất cả pháp lực trong cơ thể trùng kích cấm chế thì chợt nhìn qua, đã thấy Viên Minh cách đó không xa há mồm phun ra một ngụm, một đạo kiếm quang màu đen bắn ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Trong sát na này, luân hồi ma quân chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức kịch liệt, còn chưa kịp phản ứng gì thì ý thức đã lâm vào bên trong bóng tối vô tận. Nếu như bản thể của người đích thần tới thì Viên Mỗ còn kiêng kỵ một hai, chứ người chỉ là một phân thân mà thôi thì có cái gì đâu. Viên Minh cười nhạt một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, trong hư không như có một lực vô hình dẫn dắt. Chỉ thấy diệt hồn kiếm cuốn lấy thi thể của luân hồi ma quân như sao băng,
vạch phá bầu trời đêm, nhanh chóng bay tới. Hắn nhắm mắt ngưng thần vận chuyển luân hồi nhãn, một đạo kim quang sáng chói trong mắt bắn ra, bắn thẳng tới thi thể, xuyên qua kim quang, sương mù trùng trùng điệp điệp, nhìn trộm tới quá khứ ẩn sâu của luân hồi ma quân. Một lát sau, hắn đã tra ra rõ ràng chân tướng thân thể này. Hóa ra người này tên là Tào Tử An, là một tu sĩ pháp tướng của Hàn Nha Phái, thuộc Dụ Quốc, Trung Châu Đại Lục. Hàn Nha Phái là thuộc tà đạo, có giao tình không cạn với tam giới giáo, càng có rất nhiều liên hệ với ma giới. Công pháp chủ tu của Tào Tử An là Thánh Huyết Quyết, cũng có nguồn gốc từ ma giới. Gã lại thật sự không biết Thánh Huyết Quyết này do luân hồi ma quân truyền lại. Mặc dù công pháp này huyền diệu vô cùng, tu hành tương đối trôi chảy, nhưng khi người tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ dần dần biến thành khối lỗi của luân hồi ma quân, thích lấy thì lấy mà thôi. Trước đó không lâu, luân hồi ma quân hàng lâm đến giới này đã chọn chúng Tào Tử An trực tiếp tiến hành ký sinh đoạt xá. Sở dĩ ma giới phái bọn họ tới đây cũng tương tự như phái Vân Mị lúc trước, đều là sẽ định đến lúc đại chiến giới vực sau này có thể đánh lén sau lưng xuất vân giới. Về phần ma giới có phát động tập kích khi vấn thiên bí cảnh mở ra hay không thì luân hồi nhãn lại không mảy may dò xét ra được. Ngoại trừ cái đó ra thì Viên Minh vẫn còn thấy trong trí nhớ của luân hồi ma quân phát hiện mấy cứ điểm bí mật của ma giới ở xuất vân giới. Luân hồi nhãn này là thứ tốt, sau này không cần phải làm phiền pho tượng màu xám bói xem lành dữ thế nào nữa. Viên Minh thầm nghĩ, ánh mắt chợt rơi xuống thi thể của luân hồi ma quân. Thần hồn của thi thể này đã bị diệt hồn kiếm diệt hoàn toàn, chỉ có loại nguyên anh chưa tiêu tán cùng với năm đạo ấn vần quanh mà thôi. Trong đó ba đạo ấn là từ huyết đạo thần thông của Thánh Huyết Quyết sản sinh ra, theo thứ tự là huyết long thuật, huyết độc ma vân và huyết nguyên pháp mục. Huyết long thuật cùng với huyết độc ma vân đều là thần thông công kích, còn huyết nguyên pháp mục thì là thần thông khống chế, có thể đánh khí huyết bản thân vào trong cơ thể người khác để khống chế thân thể kia, có điểm huyền diệu. Còn hai đạo ấn khác là hai thần thông công kích hỏa thuộc tính có uy lực không tầm thường. Viên Minh động niệm, hồn nguyên đạo ấn chậm rãi vận chuyển, thôn phệ lần lượt năm đạo ấn này. Năm đạo ấn này ẩn chứa lực lượng đại đạo không ít, cho nên uy lực của hỗn nguyên đạo ấn lại tăng lên không ít. Linh quang bảy màu càng tản ra thêm ngưng thực, khí tức cũng càng thêm hùng hãn, lại lần nữa đánh về phía đạo ấn ngũ hành đạo quả. Hai đạo ấn trùng kích nhau, dây dưa với nhau không ngớt. Tuy rằng ngũ hành đạo quả có thể ngăn cản được hỗn nguyên đạo ấn thôn phệ, nhưng rõ ràng phải cố hết sức so với lúc trước. Xem ra hỗn nguyên đạo ấn cứ tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng có ngày thôn phệ ngũ hành đạo quả. Viên Minh âm thầm lo lắng, ngũ hành đạo quả chính là thần thông mạnh nhất của hắn, một khi bị thôn phệ thì hậu quả khó mà gánh nổi. Chỉ là hỗn nguyên đạo ấn tiềm lực vô cùng, cô không thể tận lực hạn chế nó phát triển được. Trong lúc khổ tư khổ sở nghĩ đối cách, hỗn nguyên đạo ấn bỗng nhiên buông bỏ không cắn xé ngũ hành đạo quả nữa, mà bắn ra một đạo linh quang bảy màu, cuốn nguyên anh của luân hồi ma quân vào bên trong đan điền. Vòng xoáy bảy màu lại hiện ra, bao bọc chặt nguyên anh kia, bắt đầu hung hăng luyện hóa. Nguyên anh của luân hồi ma quân bị linh quang bảy màu cắn nuốt đã dần dần vỡ vụn, hóa thành một luồng ánh sáng bị hấp thụ mất. Bên trong linh quang này chỉ còn lại một đạo hư ảnh đạo ấn màu đỏ như máu. Đạo ấn này hiện lên một bánh xe sáu cạnh, trong đó có sáu cái lỗ thủng màu đen tản mát ra đại đạo chân ý nhàn nhạt. Xem ra đây chính là đạo ấn lục đạo luân hồi trong truyền thuyết kia. Ánh mắt của Viên Minh sáng rực, trầm tư một chút rồi chợt hiểu rõ lai lịch của hư ảnh đạo ấn này. Thư sinh khôi lỗi trước mắt mặc dù không còn sống, nhưng có thể thi triển ra thần thông lục đạo luân hồi tuyệt thế, chắc hẳn nhờ vào luân hồi ma quân thi triển bí pháp nào đó, có thể đưa lực lượng của lục đạo luân hồi vượt qua giới hàng lâm xuống thân thể con rối này. Hôm nay con rối này đã bị hủy, nhưng lực lượng luân hồi còn sót lại trong cơ thể cũng không tiêu tán mà ngưng tụ thành đạo ấn hư ảo. Tuy rằng bánh xe màu đỏ tươi kia không có lực lượng gì, nhưng là có ý chí phản kháng cực kỳ kiên định, không hề kém cạnh với ngũ hành đạo quả chút nào. Tuy rằng đã bị hỗn nguyên đạo ấn vây khốn, nhưng tiến độ luyện hóa lại cực kỳ chậm chạp. Lục đạo luân hồi quả nhiên là tuyệt thế thần công, uy năng không dưới ngũ hành đạo quả, đáng tiếc chỉ là hư ảnh, cuối cùng khó mà ngăn được hỗn nguyên đạo ấn cắn nuốt. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên thời gian dần qua, dưới sự công kích mạnh mẽ của vòng xoáy bảy màu, ánh xe màu đỏ tươi đã dần dần mất đi lực chống cự, cuối cùng bị hoàn toàn bao phủ. Theo đạo ấn lục đạo luân hồi bị luyện hóa,
lực lượng hỗn nguyên đạo ấn như thể đột phá cũng cùng xiềng xích nào đó bắt đầu phát sinh lột xác, nó căng phồng lên, bực ra ngũ sắc sáng người. Trong không trung chung quanh còn vang lên từng tràng đại đạo phạm âm như thể hoan hô lần lột xác của thần thông này. Viên Minh vội vàng nhắm mắt cảm ứng biến hóa của hỗn nguyên đạo ấn, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ kinh hỉ. Hân động tâm điểm thúc giục hỗn nguyên đạo ấn, vòng xoáy bảy màu lại lần nữa hiện ra, nhưng lần này chuyển động xoay nghịch chiều, vòng xoáy u u chuyển động, từng đạo ấn từ trong đó bay ra, nhưng đạo ấn mà lúc trước đã bị cắn nuốt. Ồ, nhưng đạo ấn bị cắn nuốt kia lại trở về như cũ à? Không kinh ngạc hỏi. Không phải trở về như cũ, hỗn nguyên đạo ấn không hoàn toàn luyện hóa những đạo ấn này, chẳng qua chỉ nhét vào bên trong đó mà thôi. Viên Minh giải thích. Thì ra là vậy, hỗn nguyên đạo ấn này quả nhiên cực kỳ thần kỳ. Không cũng không nhịn được mà cảm thán. Chương 1022, ban thưởng. Viên Minh nhắm mắt kỹ cảm ứng những đạo ấn kia, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng đạo ấn này không chỉ ngưng thực hơn so với trước, uy thế càng lớn hơn, càng làm cho hắn ngạc nhiên là nhưng đạo ấn này cũng không phải hắn tự mình cô đọng, vậy mà sinh ra liên hệ tâm thần với hắn, có thể tùy tâm sử dụng điều khiển. Đạo ấn được xưng là môi giới câu thông với đại đạo lực, cho dù chủ nhân vẫn lạc, trong đó cũng sẽ còn sót lại ý thức của chủ nhân cũ. Đây là vì đạo ấn và đại đạo lực đã liên quan chặt chẽ với nhau, gần như không có khả năng hoàn toàn để luyện hóa. Sở dĩ Viên Minh có thể nắm giữ đạo ấn chúng sinh mộng là vì đạo ấn này theo năm tháng dài đằng đẵng bị ăn mòn, ý thức chủ nhân cũ đã sớm tiêu tán gần như không còn. Nhưng hỗn nguyên đạo ấn lại có thể đơn giản xóa đi ý thức của chủ nhân cũ trong đạo ấn, biến nó thành của mình. Loại năng lực này thật sự làm người ta nhìn mà than thở. Có trách pho tượng màu xám kia bảo hắn bồi dưỡng thật tốt môn thần thông này. Vào thời khắc này, trong hỗn nguyên đạo ấn lóe lên huyết quang, một đạo ấn huyết sắc luân bàn từ đâu bắn ra, chính là đạo ấn lục đạo luân hồi. So với trước, huyết sắc luân bàn rõ ràng hơn rất nhiều, không còn trạng thái hư ảo. Giống các đạo ấn khác, huyết sắc luân bàn này sinh ra liên hệ với tâm thần của Viên Minh, có thể tùy tâm sử dụng điều khiển. Lục đạo luân hồi cũng có thể làm việc cho ta. Viên Minh mừng rỡ, quyết định thử thôi động đạo ấn luân hồi này. Trong khoảnh khắc, một cái luân bàn màu máu khổng lồ hiện ra sau lưng hắn. Trên đó có 6 cái lỗ màu đen như vòng xoáy tĩnh mịch chậm rãi chuyển động. Viên Minh nhắm mắt cảm ứng nhịp đập của huyết sắc luân bàn này, rất nhanh biết rõ huyền bí của thần thông lục đạo luân hồi. Giống với ngũ hành đạo quả, lục đạo luân hồi là thần thông do nhiều loại chân ý xen lẫn với nhau tạo thành, có 6 loại kim mộc thủy hỏa thổ dương, còn phong phú hơn cả ngũ hành đạo quả. Do thuộc tính có hạn, thần thông này khắc chế nhục thể và pháp lực rất xuất sắc, nhưng hiệu quả với thần hồn lại bình thường. Thì ra là thế, nếu ta có thể dung nhập vào một loại chân ý nhằm vào thần hồn nào đó, thần thông lục đạo luân hồi có thể xưng là hoàn mỹ. Viên Minh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thu lại luân hồi đạo ấn, đi vào một chỗ bình nguyên trong Tu La Cung. Chỉ thấy bà yêu Viêm Lợi, Tông Hồng và Ngọc Lâm nằm ở đây, khí tức yêu ớt tới cực điểm, trong ánh mắt nhìn về phía Viên Minh mang theo sự sợ hãi thật sâu. Lôi Vũ và Kim Cương cũng ở chỗ này, đứng ở bên cạnh trông coi Tam Yêu. Thấy Viên Minh xuất hiện, Lôi Vũ và Kim Cương thì lễ với hắn một cái, không nói gì. Viên Minh thôi động luân hồi đạo ấn, vật tay, thân thể tàn phá của ba yêu không chút kháng cự mà bị hút vào một lỗ thủng màu đen trong huyết sắc luân bàn sau lưng hắn, sau đó từ một chỗ lỗ thủng khác chui ra, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Làm người ta ngạc nhiên là thân thể ba yêu mặc dù đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng yêu lực lại bị phong ấn, không thể động đậy mảy may. Lục đạo luân hồi này có hiệu quả trị liệu thương tích nhục thể, có thể xưng là nghịch thiên, hơn xa yêu lực bất tử thụ yêu. Viên Minh tán thưởng không thôi. Lục đạo luân hồi, sao người lại nắm giữ môn thần thông này? Viêm Lợi khiếp sợ nhìn Viên Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Viên Minh cũng không trả lời, nhấc một tay lên, trong lòng bàn tay bắn ra ba đạo hắc quang, trong khoảnh khắc chui vào đầu của Tam Yêu, bắt đầu siêu hồn. Thần sắc của Viêm Lợi lập tức trở nên ngốc trệ, không còn nhúc nhích. Ngọc Lâm và Tông Hồng cũng như thế. Mấy nhịp thở sau, hắn thu hồi thủ trưởng. Thì ra là vậy. Viên Minh lộ ra một tia chợt hiểu. Hắn vốn chỉ muốn dò xét tình huống của Tam Yêu bố trí lúc trước, nhưng cũng không ngờ ngoài muốn phát hiện bí mật kinh người hơn. Tần Tam Đại Yêu Vương này sở dĩ nghĩa vô phản cố đầu nhập vào ma giới, ngoại trừ muốn ép ngã Vũ Vũ và trường khống Vạn Yêu Quốc,
Càng bởi vì bọn họ đã trúng ma giới ám toán, tính mệnh bị ma giới một mực trưởng khống, không thể không nghe lệnh làm việc. Nội tâm của Tam Miếu đã bị gieo cổ trùng, nhưng cổ trùng này đã ký sinh tiến vào thân hồn. Chỉ cần có người thi pháp thôi động, thân hồn của Tam Miếu sẽ lập tức bị hút khô. Mà trưởng khống sinh tử Tam Miếu chính là địch hỏa của hỏa lang tộc kia. Theo ký ức của Viêm Lợi, thân phận của địch hỏa thần bí khó lường, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ với ma tộc và tam giới giáo. Vô Vũ điều tra vậy mà hoàn toàn không tìm ra được địch hỏa, xem ra người này vẫn ẩn tàng cực sâu, ngược lại có thể đi chiếu cố hắn. Viên Minh sinh ra một chút hứng thú với gã. Hắn dừng siêu hồn, ý thức của Tam Yêu mới khôi phục. Viên Minh giáo chủ, cũng không phải chúng ta cam tâm tình nguyện quy thuận ma giới, mà là bị chúng ức hiếp mới đành bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta đã lạc đường biết quay lại, về sau sẽ tận tâm tận lực hiệu mệnh cho ngài, kính xin tha mạng cho ta. Ngọc Lâm quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc, buồn bã cầu xin. Tông Hồng thấy thế cũng vội vàng cúi đầu nhận lỗi, chỉ cầu một cơ hội được sống. Viên Minh giáo chủ, ngài là Minh Nguyệt thần, đang cần tín đồ hỗ trợ quách trường giáo phái, chúng ta nguyện quy thuận Minh Nguyệt giáo, dâng lên nguyện lực, bày tỏ lòng trung thành. Viêm Lợi cũng mở miệng nói, các người nguyện ý quy thuận, tự nhiên ta vui vẻ. Thế nhưng thể nội các người bị hạ cổ trùng ma giới, nhất định phải khu trừ, ta mới có thể an tâm tiếp nhận. Viên Minh tử tôn nói, Minh Nguyệt thần đại nhân có biện pháp diệt sát chúng. Viêm Lợi nghe vậy, trong mắt lóe lên vui mừng, vội vàng hỏi, ta có một ý tưởng có thể thử một lần, còn các người có thể sống sót hay không, phải xem vào tạo hóa của bản thân. Viên Minh mỉm cười nói, nụ cười trên mặt của Viêm Lợi trong nháy mắt ngừng kết, đang muốn mở miệng, thì Viên Minh đã đưa tay lên, thân thể của Tam Miêu lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể phát ra được âm thanh. Viên Minh vẫy tay một cái, Viêm Lợi bay tới trước người hắn, hắn bấm tay điểm lên mi tâm của Viêm Lợi, thần thức trong nháy mắt dò xét vào thể nội, chỉ thấy thần hồn của Viêm Lợi ký sinh một con côn trùng màu đen, hình dáng như đỉa, hư ảo mà mờ mịt, hiển nhiên là vật hồn thể. Đây chính là cổ trùng ma giới. Trong lòng Viên Minh hơi động, thần thức bột mực tập trung vào con côn trùng màu đen kia, cong ngón tay búng ra, một đạo diệt hồn kiếm khí lăng lệ bắn tới, tinh chuẩn chém vào cổ trùng đó. Những năm qua tu vi của Viên Minh tinh tiến, trường khống diệt hồn chân ý đã tới lô hỏa thần thanh. Cổ trùng bị diệt hồn kiếm khí chém vỡ nát, hóa thành điểm điểm hắc quang phiêu tán. Làm người ta kinh ngạc chính là thần hồn của Viêm Lợi cũng không chịu tổn thương quá lớn. Trong lòng của Viên Minh cảm thấy kinh ngạc, đã muốn thi triển thần thông mệnh phù để chữa trị thần hồn cho Viêm Lợi, chợt phát hiện những hắc quang phiêu tán kia bắt đầu chậm rãi dung nhập vào thần hồn của Viêm Lợi. Trong khoảnh khắc, thần hồn của gã trở nên đen như mực, sau đó ẩm vàng cháy lên ngọn lửa màu đen. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ngay cả thần thức Viên Minh dò xét cũng bị ngọn lửa màu đen kia thiêu hủy. Không ngờ cổ trùng ma giới này lại quỷ dị như vậy, Viên Minh thầm nghĩ, trên mặt lại không kinh ngạc. Hắn biết rõ cổ trùng này đã đến từ ma giới, tất nhiên có chỗ bất phàm. Theo thần hồn của Viêm Lợi tiêu tán, nguyên anh của gã bắt đầu chậm rãi tán loạn, đạo ấn hỏa thuộc tính bắn vào trên đó cũng tiêu tán theo. Nhưng đạo ấn này có uy lực không tầm thường, Viên Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn động tâm niệm, hồn nguyên đạo ấn tự vận chuyển, thôn phệ những đạo ấn phiêu tán kia. Tông Hồng và Ngọc Lâm, mặc dù thân thể bị giam cầm không thể động đậy, nhưng một màn này lại thấy rất rõ ràng. Trong mắt của hai nữ lộ ra vẻ cầu khẩn, nhưng Viên Minh như thể không thấy. Sau một lát, hắn lại cong ngón tay búng ra, bờ đạo diệt hồn kiếm khí bắn ra chút vào thần hồn của Ngọc Lâm, chém cổ trùng thành hai đoạn. Lần này Viên Minh cũng không thu hồi diệt hồn kiếm khí, mà ngón tay vùng khẽ, đạo kiếm khí kia lập tức khóa thành một vòng xoáy màu đen, bao hai đoạn cổ trùng vào trong, triệt để xoắn nát thành điểm điểm hắc quang. Vòng xoáy màu đen kia xoay tròn nhanh chóng, khóa chặt mỗi một sợi hắc quang, không để cho chúng nó có cơ hội bỏ trốn. Khiến người ta kinh dị chính là hắc hỏa đoạt mệnh kia cũng không cháy lên, chỉ là thần hồn của Ngọc Lâm bị diệt hồn kiếm khí quấy đến gần bên bờ sụp đổ. Viên Minh thấy vậy, vội vàng vận chuyển thần thông mệnh vu muốn chữa trị thần hồn cho ả. Đáng tiếc thần hồn của Ngọc Lâm bị hao tổn quá nặng, cho dù thần thông của mệnh vu cũng không thể vãn hồi. Thật đáng tiếc, Viên Minh hờ hững tự lẩm bẩm. Lập tức tâm niệm vừa động, đạo ấn trong nguyên anh của Ngọc Lâm cũng bị hắn luyện hóa hấp thu. Ánh mắt của hắn chuyển sang Tông Hồng sau cùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Lôi Vũ khẽ nhúc nhích bờ môi, tựa như muốn nói chuyện gì đó,
lại bị Kim Cương đưa tay ngăn lại. Kim Cương nhẹ nhàng lắc đầu với nó, trên mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lôi Vũ thấy vậy đành phải khép chặt bờ môi, không nói nữa. Viên Minh đưa tay, đạo kiếm khí từ bò bắn ra, tinh chuẩn chém về phía cổ trùng trong cơ thể Tông Hồng. Cổ trùng bị kiếm khí chém thành hai đoạn, sau đó kiếm khí hóa thành một vòng xoáy, hút cổ trùng biến thành hắc quang hoàn toàn mất đi. Có kinh nghiệm Ngọc Lâm lúc trước, lần này diệt hồn kiếm khí tổn thương thần hồn của Tông Hồng tương đối nhẹ. Viên Minh nhanh chóng thi triển thần thông mệnh vô, chữa trị thần hồn của Tông Hồng như lúc ban đầu. Số người cũng may, nhặt về một cái mạng, sau này nên trân quý vận mệnh, sống thật tốt đi. Viên Minh phất tay giải trừ trói buộc thân thể nàng, trên mặt mỉm cười. Tông Hồng nhìn về Viên Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, liên tục gật đầu, ngay cả một câu cũng không dám nói. Tông Hồng này giao cho các ngươi, an bài cho nàng ta một chỗ ở, để nàng ta mau chóng thờ phụng Minh Nguyệt Thần, công hiến nguyện lực. Viên Minh chuyển hướng qua Lôi Vũ và Kim Cương bên cạnh, phân phó nói. Kim Cương đang muốn mở miệng, Lôi Vũ lại vượt lên phía trước nói. Chủ nhân yên tâm, việc này cứ giao cho ta là được. Viên Minh gật nhẹ đầu, quay người muốn rời đi. Lôi Vũ lại hơi do dự mở miệng hỏi. Chủ nhân, Điện Bằng Vương này có thể ban thưởng cho ta không? Ban thưởng cho ngươi? Ngươi muốn con yêu này làm gì? Viên Minh quay đầu lại, không hiểu hỏi. Chủ nhân, ngài biết rõ ta có một môn bí pháp, có thể mượn lực lượng song tu đột phá bình cảnh. Điện Bằng Vương có tu vi cường đại, chính là đối tượng tuyệt hảo để ta tu luyện bí pháp này. Lôi Vũ giải thích. Viên Minh nghe vậy mà bừng tỉnh đại ngộ. Môn bí thuật này là lúc trước hắn ban cho Lôi Vũ, cần yêu thú đồng loại mới có thể tu luyện. Hiện tại có Tông Hồng tương trợ, Lôi Vũ hoàn toàn chính xác có tỷ lệ đột phá cấp 6 không nhỏ. Người có bằng lòng đi theo Lôi Vũ không? Viên Minh nhìn về phía Tông Hồng, lạnh nhạt hỏi. Tông Hồng lập tức gập đầu, âm thanh run rẩy đáp. Nguyện ý, ta nguyện ý. Viên Minh khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Vì sao Tông Hồng lại sợ hắn như thế? Nàng ta đã đồng ý, vậy giao cho người xử trí đi. Hắn phất phất tay, nói với Lôi Vũ. Đa tạ chủ nhân. Lôi Vũ đại hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Hết chương 1022. Cảm ơn chư vị đã đồng hành và ủng hộ. Xin hẹn gặp lại.